Xin chào tất cả các bạn học sinh. Hôm nay thì chúng ta sẽ học một bài mới trong chuyên đề phân số, đó chính là rút gọn phân số. Buổi học trước thì cô cho mình đã học thế nào là hai phân số bằng nhau rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại một chút nhé. Bây giờ cô có một phân số là 6/9. Cô có phân số 6/9. Bây giờ cô cho mình sẽ tìm một phân số bằng phân số 6/9 mà có tử số và mẫu số bé hơn tử số và mẫu số của phân số 6/9. Các bạn tìm cho cô một cái phân số nào bằng phân số 6/9 này, nhưng mà tử số và mẫu số lại bé hơn 6 và bé hơn 9. Thế thì chúng ta thấy là số 6 và số 9 đều chia hết cho bao nhiêu nhỉ? Đều chia hết cho bao nhiêu? Bởi vì mình đang cần phải tìm cái số mà gì nhỉ? Phân số mà có tử số và mẫu số thì bé hơn 6 và 9. Nên là cô cho mình phải tìm xem là cả tử số và mẫu số, tức là số 6 và số 9, đều chia hết cho số nào. Các bạn nhớ đến dấu hiệu chia hết cho 3 không nhỉ? Đó, chúng ta thấy là 6 và 9 đều chia hết cho 3. Thế cô lấy 6 chia cho 3 này, sau là 9 chia cho 3, cô cho mình sẽ được là 2/3. 2/3 chính là phân số bằng phân số 6/9 mà có tử số và mẫu số thì đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số 6/9 đúng không nào? Thế bây giờ cô lại hỏi tiếp là có phân số 2/3 rồi, bây giờ chúng ta có tìm được phân số nào bằng phân số 2/3 mà có tử số và mẫu số lại bé hơn 2/3 không nhỉ? Chúng ta thấy là cả 2/3 chỉ cùng nhau chia hết cho 1 thôi đúng không nào? Nó không chia chia hết cho một số khác 1 được, nên là chúng ta không tìm được phân số nào bé hơn bằng phân số 2/3 mà có tử số và mẫu số bé hơn 2/3 được. Vậy thì cô đã có được là cái việc cô tìm cái phân số bằng phân số 6/9 này mà có tử số và mẫu số bé hơn 6 và 9 là được phân số 2/3 này, là cô đang thực hiện phép rút gọn phân số. Rút gọn phân số. Và cái phân số 2/3 này là phân số tối giản. Là phân số tối giản. Bây giờ cũng tương tự như thế, cô có một phân số như sau, đó là 10/15. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn phân số bằng cách là cô cho mình tìm một phân số bằng phân số 10/15 mà có tử số và mẫu số bé hơn 10 và 15. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta xem là tử số và mẫu số đều chia hết cho số nào nào. Cô có 10 và 15 thì đều chia hết cho 15 phải không nào? Chia hết cho 5 phải không nào? Vậy thì cô sẽ lấy 10 chia cho 5 này. Mẫu số cũng là lấy 15 chia 5. Cô được phân số là bằng 2/3. Thì 2/3 là một phân số bằng phân số 10/15 và có tử số và mẫu số đều bé hơn 10 đúng không nào? Là thỏa mãn điều kiện đề bài. Và chúng ta thấy là 2/3 là phân số tối giản rồi, bởi vì nó chỉ cùng chia hết cho 1 thôi, tức là tử số và mẫu số cùng chia hết cho 1 thôi. Rồi tiếp tục cô có một ví dụ nữa nhé. Cô có là 20/26. 20/26. Thì các bạn thấy là 20 và 26 đều là số chẵn đúng không nào? Thì chúng ta nghĩ ngay đến là dấu hiệu chia hết cho 2. Vậy thì để rút gọn phân số này thì cô sẽ tìm một phân số bé hơn. Đó, bé hơn một phân số mà bằng phân số 20/26 nhưng có tử số và mẫu số đều bé hơn 20. Cụ thể ở đây là cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho gì? Cho 2. Cô sẽ được là 10/13. Và các bạn thấy lưu ý cho cô là hai phân số là 2/3 và 10/13 này là phân số tối giản. Vậy thì từ lúc này chúng ta rút được kết luận như thế nào nhỉ? Đó là mỗi phân số đều có thể viết dưới dạng tối giản được này. Thứ hai nữa là gì nhỉ? Khi mà tối giản rồi thì phân số đó có tử số và mẫu số cùng chia hết cho 1. Đúng không nào? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến phần rút gọn phân số này nhé. Bây giờ cô trò mình bắt đầu với bài số 1. Trong phần rút gọn phân số thì để hiểu được rút gọn phân số thì chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến là tìm hai cái phân số bằng nhau đã đúng không nào. Cô sẽ có hai ý đầu tiên này,
Cô sẽ có được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phân số. Bây giờ cô trò mình phải tìm những phân số bằng nhau. Thì chúng ta biết rồi, phân số bằng nhau là những phân số mà khi chúng ta nhân cả tử và mẫu với cùng một số, đúng không nào? Hoặc là chia cả tử và mẫu với cùng một số thì chúng ta được sẽ phân được một phân số bằng phân số đã cho. Bắt đầu với cô sẽ có cái phân số đầu tiên là 2/5. 2/5 thì đây là phân số tối giản, đúng không nào? Bởi vì là cả tử và mẫu chỉ chia hết cho một thôi. Đó. Thế bây giờ cô sẽ gấp 2 lần lên thì cô sẽ được là bao nhiêu? Gấp 2 lần lên cả tử và mẫu, cô sẽ được 2 x 2 này trên 5 x 2, đúng không nào? 5 x 2. Thì cô sẽ được là bằng bao nhiêu? Là 4/10, đúng không? 4/10. Tuy nhiên thì chúng ta thấy phân số thứ 3, phân số thứ 2 là 4/15. Vậy thì hai phân số đầu tiên là không bằng nhau rồi, đúng không nào? Tiếp tục nhá, cô có được là phân số thứ 3. Xong phân số thứ 3 so sánh với hai phân số đầu thì phân số thứ 3 có tử số là 28 này, lớn hơn mẫu số ạ. Thì nó là phân số lớn hơn 1, trong khi đó thì hai phân số đầu tiên thì nhỏ hơn 1, nên là ba phân số này cũng sẽ không bằng nhau được, đúng không nào? Rồi 8/25. 8/25. Thế thì 8/25 này thì cô viết xuống dưới nhá, 8/25. Thì cô thấy là 8/25 cũng là phân số tối giản. Thế thì nếu mà chúng ta gấp 2 lần lên thì là có tử số bằng 16. Vậy thì ở đây chúng ta không có cái phân số nào mà có tử số bằng 16 cả, đúng không nào? Nên cô trò mình cũng sẽ không tìm được phân số nào bằng phân số thứ tư 8/25. Rồi tiếp tục cô sẽ có phân số 10/25. 10/25 thì là đều chia hết cả tử và mẫu đều chia hết cho 5. Nếu mà cô rút gọn thì cô sẽ được là bằng chia cả tử và mẫu 15 ấy thì cô sẽ được là 2/5. Vậy thì cô trò mình đã tìm được cái phân số bằng phân số đầu tiên rồi, đúng không nào? Đấy, chúng ta sẽ có một cặp là 2/5 sẽ bằng là 10/25. Đây cặp thứ nhất. Thế còn 12/20 thì sao nào? 12/20. 12 và 20 đều chia hết cho 4 đúng không? Đều hết cho 4. Vậy thì khi mà chia cho 4 thì cô sẽ được 3 này. Còn 20 chia cho 4 thì cô được 5. Thì 3/5, ở đây chúng ta có phân số nào bằng 3/5 không? Không đúng không? Vậy thì trong ý A chúng ta chỉ tìm được một cặp phân số bằng nhau thôi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang ý B. Với ý B thì bắt đầu cô có 4/8. 4/8. Đây là một phân số chưa tối giản bởi vì chúng ta có thể rút gọn được. 4 và 8 thì đều chia cho 4 đúng không nào? Vậy khi mà cô rút gọn cô sẽ có 4 chia 4 này. 8 chia 4 cô sẽ được là 1/2. Vậy thì cô đã tìm ra được một cặp rồi đúng không nào? Đó là cô viết suy ra đây là 4/8 sẽ bằng 1/2. Đây là hai phân số mà chúng ta đã tìm được rồi này. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem có phân số nào bằng phân số 1/2 nữa không? 1/2 nữa không? Không có đâu. Bây giờ tiếp tục cô xét là 25/40. 25/40 thì cùng chia hết. Số 25 và 40 thì đều chia hết cho 5, đúng không? Vậy thì khi mà cô rút gọn cô sẽ được là 5/8. 5/8 ở đâu nhỉ? Đó chính là phân số thứ 5 ở đây, đúng không? Nên cô trò mình sẽ suy ra được là có hai phân số bằng nhau đây rồi. Đây là phần cặp đầu tiên này. Đây cặp thứ hai. Rồi, chúng ta có 12/24. Ban nãy cô còn thiếu một cặp nữa đúng không nào? Có 12/24 nữa. 12/24. Bởi vì 12 và 24 thì đều chia hết cho 12. Khi mà cô rút gọn thì cô sẽ được là 1/2. Rồi. Thế thì bằng nhau. Thế thì còn lại 9/10 đúng không nào? 9/10. 9/10 thì không bằng phân số các phân số còn lại. Nên với bài này chúng ta sẽ tìm ra được hai, đúng không? Hai nhóm. Hai nhóm phân số bằng nhau. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2 nhá. Với bài số 2 thì cô trò mình sẽ tìm ra phân số tối giản. Tức là tìm ra phân số có tử số và mẫu số là cùng chia hết cho một số, đó chính là 1. Vậy thì với đề đầu tiên, ý A là cô có 8/32 thì 8 và 32 là đều số chẵn đúng không nào? Thì ít nhất là nó đã chia hết cho 2 rồi, đúng không? Nên là nó không phải là phân số tối giản. 3/5 thì sao nào? 3/5 chúng ta có là phân số tối giản, đúng không nào? Cô tích vào nhé.
15 phần 24 thì có 15 và 24 đều chia cho 3, nên đây không phải phân số tối giản. 7 phần 5, 7 phần 5 là một phân số lớn 1 đúng không? Và đây cũng là phân số tối giản bởi vì nó cũng chỉ cùng chia hết cho 1 mà thôi. Tiếp tục cô có là 18 phần 20 là tử số và có tử số và mẫu số là chẵn, nên là nó cũng sẽ là phân số chưa tối giản. 59 phần 60 cũng là một phân số tối giản, đúng nào? Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang ý B nhé. Ý B thì cô sẽ có cũng có 6 phân số. Bắt đầu với 12 phần 15 thì 12 và 15 thì đều chia cho 3, nên nó là phân số chưa tối giản. 8 phần 20 cũng thế. 9 phần 14, 9 phần 14 thì chỉ cùng chia hết cho 1 thôi, đúng không nào? Nên là nó là phân số tối giản rồi. 25 và phần 70, 25 và 70 thì chia hết cho 5, chưa tối giản. 14 phần 18 thì 14 và 18 thì đều chia hết cho 2, nên là nó cũng chưa tối giản. Cuối cùng là 19 phần 15 thì cùng chia hết cho 1, đúng không? Nên là nó là phân số tối giản thứ 2 của ý B. Và bây giờ cô trò mình chuyển sang bài số 3 nhé. Về bài số 3 thì cô trò mình sẽ rút gọn các phân số sau này. Đầu tiên cô có phân số 6 phần 9. Thì bước đầu tiên là cô trò mình sẽ xem là tử số và mẫu số cùng chia hết cho số nào. 6 và 9 thì đều chia hết cho 3 đúng không? Nên là cô sẽ rút gọn cho 6 và 9. 6 và 9 cho 3. 6 chia cho 3 thì bằng 2 này. Tiếp tục nhé. 9 chia 3 bằng 3. Rồi xuống dòng thứ hai ở đây cô sẽ có được là 85 phần 125. Thì 85 chia hết cho 5 này, 125 cũng chia hết cho 5 đúng không? Nên cô sẽ lấy 85 chia 5 thì sẽ bằng 17 đúng không nào? 17. 17. Và cuối cùng là 125 chia cho 5 thì bằng 25. Thì phân số này tối giản rồi đúng không? Rồi cô sẽ có được là 45 phần 27. Thì 45 phần 27 thì chúng ta thấy là 45 và 27 đều chia cho 9, nên là cô rút gọn cả tử số và mẫu số cho 9. 45 chia 9 thì bằng 5 này. Còn 27 chia 9 thì bằng 3. 5 phần 3 là phân số tối giản thôi, nên chúng ta dừng ở đây. Rồi 35 phần 25 thì đều chia hết cho 5, cô cũng sẽ được là 7 phần 5. 12 phần 32 thì chia hết cho bao nhiêu nhỉ? Chúng ta thấy là sẽ chia hết cho 4 đúng không? Chia hết cho 4. 12 chia 4 bằng 3 này. Còn 32 chia 4 thì bằng 8. 25 phần 50 thì sao nhỉ? 25 phần 50. Thế thì các bạn thấy rằng là đều chia hết cho 5 đúng không? Đều chia hết cho 5 thì con sẽ có 5 phần 10. Tuy nhiên thì cái phân số 5 phần 10 chưa tối giản bởi vì chúng ta có thể rút gọn được nữa. 5 phần 10 chúng ta lại rút gọn cho cả tử số và mẫu số với 5 thì con sẽ được là 1 phần 2. Và khi mà chúng ta rút gọn thành thạo rồi thì các bạn nhận thấy rằng là 25 và 50 đều chia hết cho 5. Nên là nếu mà chúng ta là làm thành thạo rồi thì cô trò mình sẽ rút gọn trực tiếp cho 25 thì cũng sẽ được phân số 1 phần 2 là một phân số tối giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các cột bên tiếp theo nhé. Cô có 49 phần 28 thì 49 và 28 thì chia hết cho 7 đúng không nào? Thì 49 chia 7 cô được 7 này. Còn 28 chia 7 cô được 4. 4 phần 7 là phân số tối giản rồi. 90 phần 100 thì rõ ràng là chia hết cho 10 đúng không? Cô sẽ rút gọn là 90 chia 10 bằng 9 này. Và 100 chia cho 10 thì bằng 10. Tương tự như thế thì cô 21, 12 phần 21 thì đều chia hết cho 3. Đúng không? Dấu hiệu chia hết cho 3 đấy. Thì 12 chia 3 được 4 này. Còn 21 chia 3 chúng ta được 7. 4 phần 7 cũng là một phân số tối giản. 8 phần 16 thì cả tử và mẫu đều chia hết cho 8, nên cô sẽ lấy 8 chia 8 bằng 1 này, 16 chia 8 bằng 2. Tiếp tục 81 phần 72 đều chia hết cho 9 đúng không? 81 chia 9 bằng 9 và 72 chia 9 bằng 8. 9 phần 8 tối giản rồi. Cuối cùng là 24 phần 56 theo các bạn chia hết cho bao nhiêu nhỉ? Chia cho 2 trước đúng không? Chia cho 2 thì cô sẽ có được là 12 phần 28. Nhưng mà 12 phần 28 thì chưa tối giản nên cô cho mình lại rút gọn tiếp được cho 4 đúng không? Cho 4 thì cô sẽ được là bằng bao nhiêu nhỉ? 3 phần 7.
hoặc là chúng ta nhận thấy luôn là 24 và 56 đều chia hết cho 8. Nên cô rút gọn cho 8 cũng được là 3/7. Đó, với bài số 3 thì cô có rất là nhiều ý để chúng ta luyện tập, đúng không nào? Để chúng ta phục vụ cho bài tập về nhà phía sau nhé. Rồi bây giờ cô cho mình chuyển sang bài số 4 nhé. Chúng ta sẽ có là rút gọn biểu thức. Và cô cho thầy mình thấy là ở đây cô sẽ có cũng là viết dưới biểu thức, viết dưới dạng phân số, đúng không nào? Ở phía trên thì chúng ta có tích của 3 số, phía dưới cũng có tích của 3 số. Vậy thì rút gọn như thế nào? Thì bây giờ cô thấy nhá, tích thứ nhất và tích thứ hai đều có thừa số chung là 5. Vậy thì nếu mà cô thực hiện phép chia của tử số với 5 này và mẫu số với 5, được chưa nào? Thì cô sẽ còn là 1 và 1. Hơn nữa thì chúng ta lại tìm được một thừa số chung ở hai tích này, đó là số 7. Vậy thì nếu mà cô chia cả tử số và mẫu số với 7 thì có phải là còn bằng 1 không nào? Còn bằng 1 không? Thế thì cô bây giờ cô viết lại nhá, là 2 nhân với 1 nhân với 1 phần 1 nhân với 1 nhân với 3. Bây giờ chúng ta không rút gọn được nữa, được không nào? Là tối giản rồi. Thì bây giờ cô cho mình chỉ việc nhân cái tích trên tử xem bằng bao nhiêu thôi. 2 nhân 1 bằng 2, đúng không? Nhân 1 nữa cũng bằng 2 này. Và ở mẫu số thì được là 3. Vậy thì cô cho mình đã rút gọn được biểu thức này với phân số tối giản là 2/3. Sang phân số B, đúng không? Phân số B thì chúng ta có tích ở trên tử là 1 tích và dưới mẫu cũng là 1 tích. Bây giờ chúng ta xét xem là cái thừa số chung của hai cái tích này là gì nhá. Đầu tiên là 3, đúng không nào? Vậy thì cô nếu mà cô rút gọn là tử số và mẫu số với 3 thì cô sẽ được 1 này. Thừa số chung ở đây nữa là 5 thì còn 1 này. Cuối cùng đó là 7 với 7, đúng không nào? Cô rút gọn còn 1. Cuối cùng là hai thừa số cuối cùng đó là 6 và 9 thì cùng chia hết cho mấy nhỉ? 6 chia hết. Các bạn có thể viết lại là 6/9 và cuối cùng là chúng ta sẽ rút gọn cả tử số và mẫu số chia cho 3 nữa. Cô cho mình sẽ được là 3/2. Đây là cách mà chúng ta rút gọn cái biểu thức dưới dạng phân số nhé.